Legend Rider Gadget của God được SA sở hữu trong movie Versus với Pac-Man. Đây là sản phẩm do Dan Kuroto nghiên cứu và chế tạo ra từ chiếc icon của God, giúp anh có những khả năng tương tự như God trong trận chiến cùng Cabra God trong hình dạng SA chống lại Pac-Man ở trạng thái khổng lồ của hắn. Legend Rider Gadget, đây là những chiếc Gadget mà SA có được sau trận chiến với Dr. Pac-Man. Ban đầu anh chỉ sở hữu đúng một chiếc Gadget là của God. Trận chiến với Dr. Pac-Man tưởng chừng đã kết thúc, tàn dư của hắn cùng với những tên Burgaster vẫn còn ở đó. SA đã tình cờ chạm mặt một tên và chuyển hóa hình dạng God là level 2 nên có hình dạng tương tự một Kamen Rider, hay chính xác là nguyên bản của SA được điểm tô bằng màu đen và cam của God. Phần thân của anh ấy không còn biểu tượng những bình máu mà là những đường viền màu cam tượng trưng cho icon của God. Gương mặt vẫn của God nhưng được điểm tô bằng cặp kính trắng của SA, tạo thành một form kết hợp hoàn hảo giữa cả hai Rider. Khả năng của form này tương tự như God, với sức mạnh của hồn ma tấn công kẻ thù vô cùng bất ngờ. Đòn tất sát của anh mang tên Kaigan Risco Strike. SA sẽ cùng với God SA Damashi cùng thực hiện một cú Rider Kick với luồng lửa cam bao phủ cơ thể, tấn công kẻ thù linh lực và nghiền nát chúng bằng cú Rider Kick.